Hoa Lan Hà Nội xin chào các bác nhé. Hôm nay ngày 17 tháng 4 thì em sẽ lên mặt hàng hồ điệp hoa đại, cây siêu to cốc 3.5 với giá là 40.000. Đây toàn là những cây đẹp thôi. Đấy, em lựa chọn được một cái lô như thế này để phục vụ mọi người. Cây rất là to nhá, 40.000 một cây. Đấy, hồ điệp đại, to nhiều lá. Lá to nhá, đây, lá mọi người thể so sánh này. Đấy, nó tương đương với cái bàn tay em, rất là to. Cây này hoàn toàn trưởng thành rồi nhá, đã từng cho hoa 1 năm. Đấy. Đây, cái ngồng nó cắt này. Ví dụ như đây là màu xanh này. Và cây có đủ màu nhá. Đây là màu trắng này. Đấy. Hồng này. Tím này. À đây là vàng chứ nhầm. Tóm lại là cây nhà em có khá là nhiều màu. Và cây thì tuyệt vời đẹp luôn. Rất là to và đẹp. Mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em nhé. 40.000 một cây. Đấy, 40.000 cho một cái cây khổng lồ này. Hơn 2 năm tuổi rồi. Chơi rất là thích. Hồ điệp già, hồ điệp khủng long rồi. Ngoài ra thì em còn một cái mặt hàng cây giống nữa nhá. Bán cho mọi người giá rẻ với giá là 12.000 thôi. Thì đây là hồ điệp giống lá mít, lá tròn. Hình thức cây thì như trên hình em quay đây, 12.000 một cây nhá. Nhưng cái chấm chấm này là những cái mà em phun thuốc chống thối nhũn đấy, chứ không có vấn đề gì đâu. Đấy. Hồ điệp lá tròn rất là đẹp như thế này. Xinh xinh, nhỏ nhỏ. Đó, 12.000 một chú. Đây, em có thể để cạnh cây con với cả cây to cho mọi người xem so sánh kích cỡ của nó này. Đấy, mọi người có thể so sánh kích cỡ của nó nhé. Đây, cây này 12.000, cây này 40. Đó, tiền ship toàn quốc là 35.000 cho em nhé. Mọi người mua bao nhiêu cây thì cũng trả phí ship là 35.000 cho em. Đó, có hai mẫu cây nhá, đều là hồ điệp giống đại, 40.000 và 12.000. Số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhá. Mọi người mua thì nói rõ cho em là mua mặt hàng nào. Em chào các bác.